Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sao Hoa Hàn. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và ngay sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Triệu Lệ Dĩnh và ba bộ phim mới nhất chuẩn bị lên sóng. Triệu Lệ Dĩnh có lượng fan hâm mộ đông đến mức khủng khiếp và con số không ngừng tăng do mỗi vai diễn. Sau mỗi lần đoạt giải thưởng, cô nhận được nhiều giải thưởng danh giá như nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ thần Kim ưng, nữ diễn viên được công chúng yêu thích nhất. Nữ hoàng màn ảnh là Triệu Lệ Dĩnh, thì có lẽ nữ hoàng Thị Phi cũng là đây. Từ lúc nổi tiếng cho đến hiện tại, cô luôn là tâm điểm cho những scandal đình đám. Và đó cũng là ưu điểm cho những dự án phim mà cô góp mặt sẽ phần nào được PR trước khi công chiếu. Cùng sao Hoa Hàn điểm qua ba dự án của mỹ nhân họ Triệu chuẩn bị lên sóng trong năm 2021-2022. 1. Ai là hung thủ? Ai là hung thủ là bộ phim truyền đài tập thuộc thể loại trinh thám do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Phim xoay quanh về một vụ án mạng do một kẻ giết người hàng loạt gây ra, nhưng khép lại do thiếu vật chứng và manh mối. 16 năm sau tiếp diễn những vụ án liên tiếp như vậy, và người hợp tác với cảnh sát điều tra chính là nữ bác sĩ tâm lý thẩm vũ. Ai là hung thủ xoay quanh một vụ án mạng xảy ra ở một xưởng in ấn trong thành phố Hải Chu? Cảnh sát lãnh tiểu bình, tiêu ương thủ vai là tân cảnh sát. Theo sư huynh Lý Lam tiếp nhận báo án, nhưng khi đến hiện trường vì quá hoảng hốt nên đã không bóp cỏ súng khiến hung thủ ra tay sát hại Lý Lam và tẩu thoát. Dù là vụ án giết người hàng loạt, nhưng vì thiếu vật chứng và manh mối nên phía cảnh sát phải khép lại vụ án hài chu. Từ đó, kẻ giết người hàng loạt cũng dừng tay gây án. Câu chuyện ai là hung thủ một lần nữa diễn ra vào 16 năm sau khi cậu con trai của nạn nhân năm đó tên Hạ Mộc, Đồng Tử Kiện đảm nhận, nhờ trốn dưới gầm giường mà thoát nạn. Đến đội cảnh sát thực tập đi theo lãnh tiểu Bình để làm cảnh sát, trước phục vụ chính nghĩa, sau là tìm ra hung thủ đã giết hại cha mình. Câu chuyện phim được mở ra như thế, theo sự xuất hiện thần bí của bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ Triệu Lệ Dĩnh đóng, một vụ án gần giống như 16 năm trước đã xảy ra, chân tướng ai là hung thủ sẽ được tiết lộ như thế nào? Hãy cùng mình chờ đón ngày bộ phim lên sóng. Ai là hung thủ dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 12 năm 2021. Hay hạnh phúc đến vạn gia hạnh phúc đến vạn gia kể về cô gái tên hạnh phúc triệu lệ dĩnh đóng hạnh phúc là vợ của con trai anh chị họ vương sống ở thôn vạn gia tướng mạo đoan chính thanh tú là người kiên cường độc lập tin tưởng cứng cáp trên đời mọi việc phân phải trái đúng sai một mực bảo vệ lấy bản thân cộng người thân tôn nghiêm con người nguyên tắc cha chết sớm cộng má và em gái sống nương tựa lẫn nhau là trưởng nữ, cô phải gánh vác, gánh nặng gia đình vì giúp em gái lên đại học, không nghĩ rằng em gái một tay mình nuôi lớn ngay ngày kết hôn lại bị bẽ mặt, em gái hạnh phúc lấy con trai trưởng thôn vạn thiện đường. Vì muốn đòi lại công bằng cho em gái, cô ngoan cố chống lại đa số toàn bộ người dân, từ đó kéo theo sự chống đối và những bất công hướng về cô. Đất cày nhà chồng bị ép buộc trưng dụng, trưởng thôn báo thù để lấy đất xây dựng một nhà máy hóa chất. Chồng vì bảo vệ đất cày mà bị đánh, cơ hội lên đại học của cô em chồng bị người ta giả danh thứ hạng. Vấn đề ô nhiễm nước ở làng Vạn Gia bị phơi bày, nặng nhọc buôn bán chiêu đãi sở bị kẻ ác xâm chiếm, cùng chồng tranh chấp quyền nuôi con, hạnh phúc và chồng ly hôn vì lục đục với mẹ chồng. Hạnh phúc thông qua những lần kiện cáo cùng cuộc sống gian nan, không ngừng thích nghi để trưởng thành. Từ một thôn phụ vào thành thị làm công, từ viên chức dọn dẹp tới quầy lễ tân sau khi làm việc bán thời gian hạnh phúc tiếp tục học hỏi kiến thức pháp lý và gây quỹ để mở nhà trọ để làm chủ cuối cùng những kẻ phạm tội đã bị pháp luật trừng phạt may mắn thay cô ấy dũng cảm ngay thẳng và không thừa nhận thất bại từ một người nữ giới nhà quê phát triển thành một bà chủ hạnh phúc từng bước gian khổ bản tính chính trực không chịu thua cũng không thỏa hiệp là một tấm gương phụ nữ trẻ thời đại mới. Hạnh phúc đến vạn gia hiện đã hoàn thành ghi hình và đã xong khâu hậu kỳ, dự kiến lên sóng vào đầu năm 2022. 3. Dã man sinh trưởng Dã man sinh trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết bất đắc vãng sinh của tác giả Á Nại. Nội dung phim kể về cuộc đời của cô gái hứa bán hạ. Mẹ cô qua đời vì khó sinh lúc sinh cô giữa một mùa hè nóng bức. Cha cô từ đó không quan tâm, ngó ngàng hay hỏi han con gái. Nhưng dù tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương, hứa bán hạ vẫn lớn lên với bản lĩnh cứng cỏi, cương quyết, nhiệt tình và có ý chí phấn đấu. Giữa bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nữ chính cùng hai người anh em là Tiểu Trần và Đồng Kiêu Kỵ bắt đầu tham gia lĩnh vực kinh doanh thép, phế liệu và vận tải. Lĩnh vực kinh doanh sắt thép vốn là ưu thế của vài năm, nhưng hứa bán hạ dựa vào bản lĩnh mà vượt qua mọi trông gai, dù có là cửa ải sinh tử. Cô đã từng bước gây dựng thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Câu hỏi đối với cô lúc ấy là làm thế nào để cân bằng thành công trong tình yêu với sự nghiệp của mình khó khăn tạo dựng. Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu lượng khán giả ổn định cả trên truyền hình lẫn trực tuyến. Âu Hào từng góp mặt trong các phim điện ảnh chính kịch chiến tranh ăn khách như Hồ Trường Tân 2021, Bách Bát 2020 nên được khẳng định về tài năng diễn xuất, hội đủ các yếu tố mạnh mẽ, bá đạo lẫn dịu dàng. Khi đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh, ông Hào được đánh giá là ngang tài ngang sức. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ của phim là các gương mặt của phái thực lực Lý Quang Khiết, Lưu Uy, Khả Lam, Nhậm Trọng, Phùng Gia Di, Phương Kính Tùng, Tôn Thiên. Dã man sinh trưởng hiện đang trong quá trình ghi hình và dự kiến lên sóng trong năm 2022.